Di Đà Phật. 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 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là mùng 10 tháng 4 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 71. Chương trình chùa chúng ta vừa tổ chức lễ Phật đản. Suốt mấy ngày nay quý Phật tử khắp nơi nơi về chùa rất là đông. Mỗi lần tổ chức một chương trình lễ hội, đa phần những đức chia sẻ Phật pháp đều tán thán pháp môn Tịnh Độ. Những đức lấy cái nguồn gốc của pháp môn Tịnh Độ để tổ chức tất cả những chương trình lễ hội, lấy Tịnh Độ làm gốc để đem pháp môn Tịnh Độ giới thiệu cho tất cả những Phật tử khắp nơi nơi được về chùa Đại Tùng Lâm hay chùa Hộ Pháp. Và từ nơi những cái chương trình pháp hội tổ chức đã tăng thêm tín tâm tín nguyện cho tất cả những người trong chùa và hàng Phật tử khắp nơi nơi nhìn thấy được những pháp hội cực kỳ thù thắng. Con người này đi vào trong ngôi Tam Bảo tu tập cũng chưa từng đi đâu, chỉ có niệm Phật, chỉ có lão thật niệm Phật ở một nơi lo niệm Phật. Như vậy mà chỉ có niệm Phật mà làm được những việc ý nghĩa lớn lao vô cùng trong cuộc đời này. Và quy tụ con người đông vô cùng và tổ chức một cái pháp hội lớn, từ tượng Phật, đèn bông sen, tặng quà cho Phật tử vô cùng hoành tráng. Và ai về tu tập cũng rất hoan hỷ, vui vẻ. Một cái pháp hội số lượng người rất đông. Từ nơi những điểm này là chỗ đặc biệt mà cho tất cả những người vào chùa mình tu tập, từ các thầy, các chú, các cô, các cụ, thì nhìn được rõ ràng pháp môn Tịnh Độ đang vô mùa. Đức Phật đã chỉ điểm mình thờ mặc pháp niệm Phật thành tựu. Rõ ràng pháp môn Tịnh Độ đang vô mùa, đặc biệt thiệt. Và chùa mình đặc biệt, những cái pháp hội lớn, người trong chùa mình, các thầy, các chú, các cô, các cụ, mọi người đều chung tay góp sức. Một tổ chức chung tay góp sức nhiệt tình hết mình để tu duyên tu phước, làm lợi ích cho chúng sanh. Đây là một cái cơ hội đặc biệt tuyệt vời mà chúng ta đi tu tập như là thờ hoàng kim. Nên có cái câu những đức thường nói rằng: cuộc đời ngắn ngủi có là bao, cội gốc thương đau cứ nhủi vào, mau mau thức tỉnh mà niệm Phật để thoát linh luân hồi vạn kiếp sau. Cuộc đời này ngắn ngủi có là bao quý vị. Mình được ở trong ngôi nhà Tam Bảo nghe quý vị, là được cái nhân duyên đặc biệt để giúp đỡ cho chúng ta đoạn ác tu thiện. Được gắn nhắc, được dạy mình. Có một cái chú này, ông đã từng ở trong chùa. Ngoài đời chú cũng hư. Khi vô chùa ở năm mấy, chú giống như hoàng lương quý vị. Tưởng đâu mình như vậy là đặc biệt vững chắc. Chú không ở trong chùa nữa, đi về lại ngoài đời. Về ngoài đời đi làm, cuối cùng tiếp tục chú quay lại con đường nghiện ngập hư hỏng. Và chú dùng thuốc
quá liều chết, sốc thuốc và chết. Thấy kinh chưa? Một cái chú này ở nhà làm phiền gia đình, vợ con khổ chú vô cùng. Chú vô chùa, chú tu, chú siêng năng, chú làm giỏi, tưởng mình gì là đặc biệt, nghĩ đến gia đình, phải lo cho gia đình. Cuối cùng chú về nhà lại. Khi đi về nhà, tự nhiên trở lại con người hư hỏng lại, bạn bè xấu rủ chơi bờ hư hỏng. Cuối cùng trở thành người đụng ai cũng mượn tiền, rồi tiếp tục hư hỏng nữa. Vì thế, khi mình được ở trong ngôi nhà Tam Bảo, mình được sự bảo vệ, sự gia trì của Phật Bồ Tát. Sự gia trì đó là nhiều bạn đồng tu bên cạnh mình, nhiều có người hướng thiện, nhiều có người hiền hậu ở bên cạnh mình. Bản thân mình gặn được nhiều người như vậy, bản thân mình hình thành mình trở thành những con người hiền hậu. Vì không có ai hung dữ bạo ngược nên bản thân mình cũng đỡ hung dữ bạo ngược. Không có ai tham lam nặng nề với mình nên mình đỡ đi tham lam. Không có bạn bè rượu chè bé bét nên bản thân mình không đi vào rượu chè bé bét. Không có ai hút thuốc nên bản thân mình không hút thuốc theo. Không có ai chữ thề nên mình không chữ thề theo. Nên cái ngôi Tam Bảo là điểm hình thành cho mình dễ để trở thành con người hoàn lương tốt. Tưởng đâu mình được rồi, bước ra bị bạn bè xấu rủ rê, một lần không được, hai lần, ba lần, bước vào con đường hư hỏng. Khi bước vào con đường hư hỏng rồi, bản thân của mình đã nghĩ rằng lỡ làm luôn, đi vào con đường sai đó ấy, lúc đó khó quay đầu. Nên á, mình ở trong ngôi nhà Tam Bảo được cái cơ hội đặc biệt như vậy để mà tu duyên tu phước. Qua những chương trình lễ mình thấy đúng là cuộc đời mình quá ý nghĩa. Nhưng ngoài đời mình có làm được gì đâu, có giúp được chúng sanh gì đâu. Mà bây giờ mình làm được những việc ý nghĩa trong cuộc đời đặc biệt như vậy, những đức nói cảm ơn Phật Pháp, cảm ơn những người thầy đã dạy mình gặp tịnh độ, tu tịnh độ. Cảm ơn bằng cách cả đời mình cố gắng nuôi người già niệm, khuyên người già niệm Phật, và chân thật đem Pháp môn tịnh độ giới thiệu. Nên tất cả những người nghe tịnh độ, nghe Phật Pháp mà quý vị được lợi ích, quý vị cảm ơn Phật Bồ Tát bằng cách là bản thân quý vị chân thật nhiệt tình, dùng đa dạng phương tiện để đem Phật Pháp giới thiệu cho nhân sinh được nhờ. Đây là chỗ cực kỳ quan trọng đó quý vị, quan trọng lắm đó. Nhớ. Nên qua một chương trình lễ hội, những người tu tịnh độ chúng ta tăng thêm tính tâm, tính nguyện, niệm Phật. Một chương trình, một pháp hội đặc biệt tuyệt vời, vô cùng trang nghiêm. Dù là đông người, mọi việc đều đâu vào đó đàng hoàng suôn sẻ. Chúng ta nhìn thấy bao nhiêu con người về. Sức thu hút này là từ nhân duyên nào? Bổn nguyện Di Đà. Từ nhân duyên của Phật A Di Đà mà thù thắng như vậy. Chúng ta nương vào cái đức của Phật Bồ Tát để hành đạo. Chúng ta thiếu duyên, Phật Bồ Tát có duyên. Chúng ta thiếu đức, Phật Bồ Tát có đức. Chúng ta thiếu phước, Phật Bồ Tát có phước. Chúng ta thiếu tiền, Phật Bồ Tát không thiếu tiền. Phước, đức là tiền bạc đầy đủ nằm bên trong. Chân thật làm việc cho Phật Bồ Tát, lợi ích cho chúng sanh. Chúng ta luôn luôn đầy đủ để làm việc cho chúng sanh. Ông chủ của chúng ta là ai với Đà Phật. Chúng ta làm việc cho ông chủ ai với Đà Phật vì yên tâm. Nên những đức chân thật làm việc cho ông chủ ai với Đà Phật, nhiệt tình hết mình. Bằng cách làm việc nào? Chân thật đem tịnh độ giới thiệu. Dù là những ngày lễ cũng là có những bài pháp cho quý vị nghe. Và khi chương trình lễ xong thì lại có những bài pháp nhắc nhở đại chúng trong chùa và Phật tử khắp nơi nhìn nhận pháp môn thù thắng. Tuy đơn giản bình thường mà vô cùng phi thường. Tuy bình thường giản dị nhưng mà dễ hành trì. Pháp môn đúng là quá thù thắng. Niệm Phật là pháp môn số 1. Như thấy rõ ràng rồi đó. Một ngày 3-4 buổi giảng, chương trình này chương trình kia, những đức đứng ra, những đức làm rõ ràng đàng hoàng hết luôn. Chương trình ca sĩ hát ca, những đức ngồi đó sắp xếp chương trình cho ca sĩ hát ca đâu vào đó. Sắp xếp chương trình giờ giấc đâu vào đó. Lên giảng pháp một ngày mấy thờ. Chương trình này chương trình kia, bao nhiêu Phật tử khi gặp hỏi này hỏi nọ, tiếp Phật tử chụp hình đủ chuyện hết luôn. Chỉ có pháp môn tịnh độ, chỉ có con người chân thật phát tâm vì chúng sanh, lợi ích cho chúng sanh, nhiệt tình hết mình tu duyên tu phước, cảm thấy mừng vì đây là những việc ý nghĩa trong cuộc đời chúng ta. Nhận thức được thì quý vị sẽ thấy đúng tịnh độ thù thắng. Các anh em trong chùa nhìn nhận sâu sắc đi.
Chúng ta đi tu tập, gặp được nhân duyên này quá tuyệt vời, quá đặc biệt luôn. Thí dụ như nếu như mình vô được ngay một ngôi chùa, bản thân mình cũng phải lo cơm ăn áo bạn, thì mấy anh em sẽ thấy rằng đúng là nhân duyên phước báo mình thiếu quá. Nên mình đi vào một ngôi chùa không hướng dẫn mình tu tập giải thoát, mỗi ngày mình lo cơm ăn áo bạn, đủ chuyện phiền phức. Bây giờ mình may mắn mình vô một ngôi chùa, lo cho mình cuộc sống, hộ trì mình đàng hoàng, dạy mình cách tu, hướng dẫn mình trước lễ, họp chung, sắp xếp công việc, động viên anh em làm việc, khi lễ làm việc có người lo ăn uống đàng hoàng, nước nôi bánh trái, đâu vào đó đàng hoàng hết. Anh em làm việc được sự nhắc nhở, không có cái việc xin nạnh nhau, nhiều làm ít gì, ai cũng là người phát tâm. Vì mỗi một người mình là đều là một ngọn đèn, ngọn đèn là của mình. Bản thân mình phát sáng thì bạn ngọn đèn mình sáng, bản thân của mình tối tăm thì mình gán chịu. Sáng là bản thân mình phát tâm, nhiệt tình hết mình phục vụ chúng sanh, không có bao giờ nhìn ngó người ta làm nhiều làm ít gì cả, bản thân mình cứ nỗ lực hết mình. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, không ai làm giùm cho ai cả. Nên mỗi một con người ở trong ngôi tam bảo chúng ta đều nghe, Phật tử đều cũng nghe, ai cũng là người chân thật phát tâm, vì không ai làm giùm cho ai cả. Đừng bao giờ cho mình bị thiệt thòi. Chỉ có những người không hiểu sâu nhân quả, nghe đạo mà không biết gì, mới cho rằng mình bị thiệt thòi, bị gạt, bị này bị kia, tầm bậy. Chư tổ sư đã nói cái câu nói: trong cuộc đời này bạn không có gì thiệt thòi cả, bạn gieo nhân thì bạn gặt quả, không có gì thiệt thòi cả. Chỉ có người thế gian không hiểu đạo mới nhìn ra cái chuyện bạn thiệt thòi đầu này, bạn thiệt thòi đầu kia, bạn thiệt thòi đầu nọ. Chính bản thân của họ đến với nhau là vợ là chồng, đẻ ra vài đứa con, cực lực lo cho họ hết lòng hết dạ. Đến sau này lớn tuổi họ không lo, họ còn chửi mình, họ còn nói này nói kia nữa. Quý vị cũng đi than thiệt thòi với họ hả? Có những người trẻ nghe qua câu này, họ chưa biết gì, nhưng sau này khi họ gặp sự cố của gia đình, chính bản thân họ lớn tuổi, lúc đó họ nên ngồi suy nghĩ lại. Cách nay mười mấy hai chục năm tôi đã từng nghe ông thầy đó nói như vậy, tôi từng nói câu thiệt thòi này thiệt thòi kia thiệt thòi nọ, mà chính cuộc đời của tôi vì con vì gia đình cả đời như vậy, mà cuối cùng tôi vẫn bị con tôi bỏ rơi, con bị con tôi hắt hủi, bị nó chửi luôn. Tôi giảng là câm nín, quán hận trong lòng mà không nói lên lời, trong khi cuộc đời của tôi lúc còn trẻ tôi lại tranh cạnh đủ chuyện, đấu đá hơn thua, đủ thứ lời thị phi. Bây giờ tôi mới thấy con tôi là đứa trả lại cho tôi. Tôi có thể dùng bao nhiêu lời nói để chửi người, để khích người, dùng nhiều cách kiếm tiền. Có khi chuyện người ta tôi đi gặp người khác để tôi hỏi người khác, để người khác chơi qua chơi lại nhau. Trong cái cuộc đời này hiện tại nha quý vị, những cái người câu like kiếm tiền họ làm cái cách này nè. Thí dụ họ đến một cái tịnh xá, đến một cái chỗ chùa này, họ đến một chỗ ông thầy này, họ đến một sư cô này, họ hỏi cái chuyện người đó để cho người này nói người kia, họ lỡ người kia nó hỏi người kia, cho người kia nói người nọ. Cuối cùng họ đem những người tu đấu với nhau, còn họ thì chưa bao giờ quay cái mặt họ lên, vì họ cũng sợ lắm quý vị, sợ đưa cái mặt lên có ngày người ta gặp mặt họ người có chuyện xảy ra, nên chính bản thân họ cũng sợ luôn. Thấy không? Nên mình là người tu phải nhận thức chỗ này. Cuối cùng mình đem đầu này mình thấy đầu kia rồi nói đầu nọ, cuối cùng bản thân họ đi kiếm tiền câu like. Thấy chưa? Nguy hiểm không? Đó, nên các anh em trong chùa nhận thức được chỗ này sâu sắc. Nên Phật Pháp là cái vạch ra cho chúng ta nhìn nhận thôi, chứ thật sự thì đừng bao giờ nói rằng chúng ta thiệt thòi gì hết đó. Chúng ta hãy làm tốt những việc gì mình đã làm tốt, ý nghĩa trong cuộc đời. Tất cả anh em chúng ta trong chùa lo cho các cụ, bao nhiêu con người ở trong đây, Phật tử đến chùa nhiệt tình lo lắng cho người ta dưới cái tâm thiện nguyện. Chưa có một anh em nào trong dịp lễ mà Phật tử về chùa mà mong rằng lo cho người ta mà người ta đưa tiền, đưa vật chất cho mình. Tất cả anh em trong chùa mình chưa bao giờ có một người nào như vậy. Các anh em thấy một chương trình lễ, có những người cũng cùng hình tướng như mình mà người ta đứng chỗ này chỗ kia, người ta kiếm cuộc sống. Mấy anh em nhìn bản thân mình có phước quá, cảm thấy tội nghiệp người ta. Nên những đức trong buổi giảng có nói một câu rằng: quý vị gặp những hình tướng người tu đứng khắc thực, quý vị một chút xíu nhân duyên cũng nên kết. Nam mô A Di Đà Phật. Khi tặng Nam mô A Di Đà Phật một câu, trong tài thi có pháp thi, quá đặc biệt.
Nên có người chúng ta khi còn trẻ cũng vì do kiếm tiền tạo bao nhiêu nghiệp chướng. Khi tuổi già, ai là người trả cho mình? Con mình, người thân mình trả mình xác dán luôn. Quý vị đâu có tin, rồi quý vị sẽ thấy nhân quý vị gieo như thế nào, quả chúng ta sẽ gặp như vậy. Nhớ kỹ. Nên chúng ta hiểu sâu về định luật nhân quả, nên cố gắng tu nhân tích đức. Đó là cái quan trọng nhất. Gặp tịnh độ rồi, cố gắng niệm Phật, siêng năng niệm Phật, tinh tấn niệm Phật. Pháp môn tịnh độ, chân thật tu, chân thật hành trì sẽ được lợi ích cực kỳ lớn. Câu Phật hiệu này cứ đi đứng nằm ngồi, cố gắng niệm quý vị. Nhớ nghe, siêng năng niệm Phật và thấy những việc làm mình có ý nghĩa như vậy, rất mừng. Và chúng ta cố gắng tu tập. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.